Santa kêu gọi tình yêu và lòng thương cảm trong mùa giáng sinh tin tựu Rovaniemi. Những ngày dẫn đến giáng sinh tại ngôi làng của Santa thuộc miền Bắc cực hiện vẫn đang bận rộn như thường lệ. Vào thời điểm đêm giáng sinh sắp cận kề, không khí lễ hội tràn ngập khi Santa và các phụ tá cùng nai Rudolph chuẩn bị trên cuộc hành trình vòng quanh quả địa cầu. Mỗi năm thì hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới đến thăm ngôi làng Rovaniemi ở phía bắc Phần Lan và bà Sanna Kokkainen thuộc cơ quan du lịch tại Rovaniemi cho biết chuyến đi đến ngôi làng của Santa luôn mang lại niềm vui lớn cho mọi người. Thời gian này là khoảng thời gian tưng bừng nhất trong năm. Bưu điện của ông già Noel nhận được khoảng nửa triệu lá thư của trẻ em từ khắp nơi trên thế giới. Các phụ tá của ông già Noel đọc tất cả những lá thư một số trẻ em viết xuống danh sách đồ chơi dài nhưng một số thì chỉ muốn biết thêm về người đàn ông với bộ râu bạc trắng năm nay thì ông già noel đặc biệt lo lắng về cuộc xung đột xảy ra trên khắp thế giới nhưng giờ đây thì giáng sinh đang đến gần giáng sinh là lễ hội của tình yêu và sự quan tâm con người nên có cái nhìn tích cực và hy vọng ông già noel cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của giáo dục đối với trẻ em cũng như không quên gửi những lời chúc tốt đẹp cho mọi người Rovaniemi là một trong những điểm du lịch chính ở Phần Lan. Năm 2012, thì ngôi làng của ông già Noel này thu hút khoảng 310.000 du khách đến từ nhiều châu lục khác nhau.